Ok anh em. Đó, xong ở đây khá là đẹp đúng không anh em? Đó, thì ở cái chỗ giữa thì mình đào đi một ô, xong mình đặt cái cánh cổng vào. Đấy, đặt cái cổng gỗ vào. Nó mở ra như vậy thì nó chặn, nó không cho nước nó bị đi qua. Ok anh em. Đó, bây giờ sẽ tới cái phần mà nó sẽ hơi rắc rối một chút đây. Bởi vì là cái này là máy farm bằng bom anh em ạ. Đó, khá là thú vị đây các bạn. Vậy là chúng ta xây cái này. 1 2 3 4 5 6 á, 6 lên cao. Xong 6 ô qua bên cạnh anh em ạ. 1 2 3 4 5 6 á. Mình phải xây nó ra cái phía bên ngoài các bạn nhá. Ok. Xong bây giờ như này. 1 ô lên trên này. Á, xong mình xây nó ra bên ngoài này, 4 ô 1 2 3 4. Mình cũng làm như vậy nó với cái bên này đấy. Không hiểu sao con ngựa của tôi nó lại thoát ra rồi các bạn ạ. Kệ đi. 1 2 3 4. Nói chung là ngựa với lạc đà thì đúng thật là ngoài đời là nó đi nhanh thật, nhưng mà không hiểu sao trong Minecraft nó đi chậm lắm. Nên là anh em đừng có lo. Tôi không mất được đâu. Anh em thấy thằng zombie ở kia không? Thì nó mặc đồ lấp lánh kiểu khá là đẹp. Tôi đi ngủ cái anh em ạ, chứ không chốc phantom nó ra đấy, ghê lắm. Ai? Đấy, sau khi mình đã đặt được 9 ô như này rồi thì bây giờ đã tới lúc là mình đặt cái piston anh em ạ. À, bây giờ tôi phải xuống mà tôi lấy cái piston. Úi dồi ôi. Cầm hết lên luôn đi nhờ. Đó. Đây 5-6 cái piston đây. Ok. Bây giờ thì tôi đi lên thôi. Ok các bạn. Đó. Sau khi mình đã lên như này rồi thì bây giờ mình đặt piston. Mình đặt piston thì mình đặt như này các bạn. Đặt một cục ở đây này. Xong đặt piston nó hướng về cái phía mình đứng anh các bạn. Đấy như vậy. Đặt 7 cái piston. 3 rồi này. 4 5 6 7 á. Xong rồi thì ở các cái góc bên này là mình sẽ đặt đá như này. Mình đặt nó tạo thành cái hình chữ thập anh các bạn. Đó, xong mình đào cái cục ở đây đi. Ý, đào nhẹ nhẹ thôi anh em ạ. Bởi vì là cái đá địa ngục đào dễ à. Máy quốc của tôi còn khỏe nữa. Đào sợ mà phát đào hết cả cái máy chết ha. Đấy, như này. Đấy, xong lại đào như này. À, sau khi mình tới đây rồi ấy, thì bây giờ mình sẽ xây tiếp như này anh em ạ. Mình sẽ kéo đá nó ngang qua đây. À, xong rồi mình sẽ xây ngang đây như này. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 9 cái luôn, ngon, 9 cái luôn. Mình lại đặt piston như vậy các bạn. Đó, mình sẽ cứ làm nó như vậy lên tầng thứ 4 luôn này các bạn. Mình làm 4 lần như này. Đó, sau khi mình xong cái này là mình làm gì tiếp á? Đặt cái này thôi. Đó, cứ liên tục như vậy các bạn. Ok anh em. Thì ở cái tầng thứ tư này này á, thì ở cái tầng cuối thì mình chỉ đặt một hàng thôi. Đó, mình sẽ không đặt hai hàng nó như là các tầng ở dưới nữa. Đấy, một hàng cái này là xong. Ok. Thì tôi phải thú thật với anh em mà tới đây xong tôi quên bài rồi. Anh em đợi tí là tôi quay YouTube xem họ làm chứ. Ok anh em ơi. Đấy, xong rồi đây. Đấy, đây các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ xây những cái khối này chúng ta lắp lên bên trên các cái piston. Đó, mình lắp như vậy. Lắp ra ngoài này luôn. Đó, thế nhưng mà cái bên này thì mình lại không lắp ra ngoài các em nhá. Đó, khá là hay nó ở cái điểm đấy. Đó, sau khi xong cái này là mình sẽ đặt cái bột redstone lên các cái này các em nhá. Mà trước tiên ấy, trước khi muốn đặt cái bột redstone thì mình phải xây cái này trước các bạn. Để xây à. Mình sẽ xây đấy. Sao như này. Đây. À, mình sẽ chọn cái cục này xong mình nối qua đây. Nhưng mà cái tầng cuối thì mình chỉ xây một cục thôi. À, mình sẽ không xây nó vài cục này. Ok cho anh em. À, xong bây giờ mình cần đến cái bộ lọc này. À, mình đặt bộ lọc này. Đấy, xong mình đặt cái redstone nó kéo dài như này. Ôi, nhầm. Úi giời ơi, cẩn thận. À, đặt cái redstone nó kéo dài qua hết bên này luôn.
Đó, làm như vậy với cả ba cái còn lại luôn anh em ạ. Ok anh em, mình sau khi mình ăn xong cái này rồi thì bây giờ mình sẽ đặt cái bột redstone ở bên ngoài. Đó, và mình nối xuống cái này. Đó. Tôi thấy cái đá địa ngục nó cũng khá là đỏ nhỉ, nên là nhìn nó không có rõ cái bột redstone nhỉ. Hả? Nó cũng khá là hay hờ. Ẩn thân chi thuật anh em ạ. Đó, sau khi mình xong cái này rồi thì bây giờ mình sẽ dùng nước mình đặt nó ở hai đầu ấy, nó của từng tầng một anh em ạ. Đó. Và mình sẽ làm như vậy với cả ba tầng luôn. Bây giờ tôi phải đi xuống mà tôi múc thêm nước này. Ý đấy. Nói chung là mình xây ở gần sông thì mình cũng khá tiện anh em nhỉ. Hả? Và bây giờ tôi lên tôi đặt thôi. Ok anh em ơi, tôi vừa xong cái tôi chuẩn bị xây tiếp cái tiếp theo thì tự nhiên trời mưa luôn anh em ạ. Trời đổ mưa khá là to. Thích nhỉ? Tôi thích trời mưa lắm, nên là bây giờ mà ngủ thì trời mưa nó qua đi thì cũng hơi buồn nhỉ. Thôi, phải ngủ thôi anh em ạ. Chứ trời mưa nó nguy hiểm lắm, quái spawn đấy. Đấy. Rồi, đi ngủ thôi. Đẹp nhỉ? Rồi anh em ạ. Bây giờ ấy, sau khi xong cái phần đấy, bây giờ chúng ta sẽ... Ôi, chết cha cái giường của tôi. Ui dồi, ui dồi. Bây giờ ấy, chúng ta sẽ phải xây đến một cái phần, đó là đồng hồ đếm giờ anh em ạ. Thì cái phần này là một phần nó rất là rắc rối, nên là chắc là tôi phải lên để tôi nghiên cứu thêm anh em ạ. Anh em đợi tôi tí nhá. Ok anh em ơi, sau một hồi tôi lên mạng tôi nghiên cứu thì tôi xin phép anh em được cho tôi vừa xem vừa xây anh em nhá. Tại vì là nó xây rắc rối quá, cái đầu đần độn của tôi nó không nhớ được anh em ạ. Tôi chỉ nhớ được một chút thôi. Thì ở đây, thì ở lúc đầu là chúng mình sẽ lên cái tầng cao nhất. Đây cái tầng 4 này đúng không? Thì mình sẽ xây ngang qua bên này. À mà tôi xây ngang qua bên này thì nó bị vướng cái cột của tôi đúng không? Tôi xây ngang qua bên này đi. Ơ không được anh em ơi, xây ngang qua bên này là không ổn. Chết cha rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái anh em. Từ đây mình phải xây qua đây 8 ô cơ. Ôi ôi toang rồi. Nếu vậy là phải sửa lại anh em ạ. Nếu vậy là mình phải đưa hết tất cả những cái bộ lọc này mình đưa qua bên kia. Sửa lại rồi anh em ạ. Phải xây bên kia chứ không mà xây bên này thì lại bị vướng vào cái máy farm này rồi. Ok. Ok anh em ơi, tôi đã sửa ở đây á. Tôi đã mang hết cái đống này qua bên kia ở đây. Ok anh em ạ. Thì bây giờ chúng ta xây cái này. Nó từ cái tầng cao nhất đó, từ cái tầng thứ 4 chúng ta xây ngang qua 8 block anh em ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok anh em, 8 block rồi đấy. Sau khi xây ông 8 này là mình lại xây ngang qua bên này 8 block nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì xây cái này nó rất là nguy hiểm anh em nhé. Bởi vì là cái này là máy farm bằng bom mà, nên là anh em chỉ cần xây sai một block thôi là cả cái máy farm nó hỏng luôn đấy các bạn nhá. Nên là anh em phải xây chuẩn từng block một luôn anh em ạ. Đó, chúng ta sau khi xây xong chúng ta sẽ xây ra một ô và đặt cái piston dính vào. Đó, sau khi đặt piston dính vào thì họ làm gì nhỉ? Để từ từ xem cái các bạn ha. Ok anh em ha. Sau một hồi nghiên cứu thì tôi cũng đã học thuộc vẹt được một tí rồi. Tôi mong là cái đầu đần độn của tôi nó có thể nhớ được tầm 2-3 phút để tôi xây xong cái này đi cho xong ha. Đây, chúng ta xây cái này hình vuông cái này. Sau đó chúng ta dùng cái bộ lọc, chúng ta đặt thế này. À, đặt 4 cái vào anh em ạ. Và chúng ta phải kéo xuống anh em ạ. Thì cái bộ lọc đầu tiên ấy là mình kéo 3 ô, 1 2 3. Đấy, thế nhưng mà cái này là 2 cái thôi. À, và cái này 3 cái này. Và cái này nó cũng 3 cái này. À, ở hai cuối này thì mình đã đặt thêm một cái cục ở đây. Chắn nó vào. Đó. Xong bây giờ là mình đã xây ngang cái này. Mình đặt cái piston dính vào. Đấy, mình đặt nó chiếu lên. À, sau khi đặt chiếu lên là mình đặt một cục ở đây. Một cục ở đây. Sau đó là thêm một cái bộ lọc vào đây. Mình kéo lên 4 này. Đó. Sau khi tới đây ấy, thì mình sẽ đặt một ô như này. Đặt cái redstone. Đặt cái redstone vào đây. À, sau đó là mình đặt một cái piston chiếu ngang cái này. Đây này. Đấy, đẹp không anh em?
được không? Xong mình đặt một cục đá vào đây. Đấy, xong rồi anh em ạ, từ từ đã. Mình còn cần cái cần gạt nữa. Đấy, cái cần gạt đó mình đặt vào đây là xong. Đấy, ủa ơi, chỉ nhớ tôi tốt phết anh em ạ, tốt phết đấy. Ờ, tốt đấy, ok, ngon. Đây là cái đồng hồ đếm giờ anh em nhá. Cái đồng hồ đếm giờ này là nó cứ canh đúng giờ và nó thả bom xuống, cực kỳ quan trọng anh em nhá. Ha, ok. Sau khi mình xong cái này rồi ấy, thì bây giờ ấy là chúng mình sẽ xây nguyên cái này qua bên này anh em ạ. À, copy nguyên cái này nó qua bên này là được rồi. Rồi anh em ơi, đây tôi đã copy xong ở đây. Ha, đấy bây giờ là ngày thứ 251 ở đây. Đấy, tôi đã copy xong rồi. Ok anh em, thì sau khi mình đã copy y nguyên xong rồi, à, thì chúng mình sẽ lại xây ở cái tầng thứ tư. Mình sẽ lại xây qua bên này 8 block. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đấy, 8 xong rồi mình lại nối qua bên này. Mình nối nó vào nhau anh em ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đây thì cái ô 8 thì là cái ô trùng nhau đây ha. Ok các em ạ. Thì sau khi mình xong cái này ấy, bây giờ mình sẽ xây máy làm bom. Thì cái máy làm bom này là một cái máy khá là hay. Cái máy làm bom này là cái máy mà nó phải dùng đến mấy cái rặng san hô mà nãy mà tôi nói với anh em ấy. Đó, nó khá là hay. Cái này là máy làm bom vô tận anh em nhá, giống kiểu là máy nó tự tạo bom luôn đấy, mà không cần phải tốn thuốc súng và cát của mình luôn. Khá là hay, nhưng mà từ từ đây các bạn, từ từ nhá. Máy này cũng rắc rối lắm ha. Tôi ra ngoài tôi nghiên cứu thêm tí đã ha. Ok các em ạ, thì tôi phải nói thật với anh em là tôi đã đợi rất là nhiều ngày để xem thương nhân nó có xuất hiện không, và nó không hề xuất hiện anh em ạ. Lúc mà mình cần nó nhất thì nó không xuất hiện ha. Đây, tôi đang ở ngày thứ 258 rồi. Đã 30 ngày trôi qua kể từ lúc tôi bắt đầu làm video rồi đấy, đấy anh em ạ. Cái lúc tôi bắt đầu làm video là vào ngày thứ 227 mà. Đó, bởi vì thương nhân nó sẽ không xuất hiện nên là chúng ta sẽ không thể hoàn thành được cái máy farm rồi anh em ạ. Nhưng mà tôi sẽ xây hết tất cả các cái mà chúng ta có thể hoàn thành được á. Và cái phần nào mà chúng ta cần cái bóng nhòn thì sau này mình có mình hoàn thành sau, đúng không? Đấy, đầu tiên là tôi sẽ phá cột này đi đã. Phá cột này đi và sau đó là tôi cố gắng tôi đi lên được bên trên này á, là tôi sẽ xây được nốt rồi. Để tôi kéo ngang qua đây tôi phá cột đi anh em ạ. Hơi buồn anh em nhở. À, đợi mãi mà thường nhân nó không xuất hiện gì hết. À, đây thì bây giờ mình muốn qua mình đặt nước này anh em ạ. Đấy, xong mình phá này đi. Phá này đi. À, xong rồi mình bơi lên. Đấy, cái đấy là cách để mình leo trèo đây anh em ạ. Đấy, bây giờ mình tới đây ấy, mà mình muốn lên tiếp này thì mình sẽ làm cái này. Mình sẽ múc nước này và mình đặt nó sang bên cạnh anh em ạ. Múc này, đặt vào đây. À, rồi lại múc tiếp này, đặt nó lên trên này. À, cái đấy là cách để mình trèo lên, là mình chả cần phải xây bất cứ một cái gì đây các em ạ. Đấy, ok. Bây giờ mà muốn xây ấy, bây giờ mà muốn xây cái máy để tạo TNT thì là mình sẽ phải xây nó ở đây các em ạ. À, mình sẽ đứng đúng ở đây và mình xây 3 ô đây các em ạ. 1 ô này, 2 ô này, 3 ô. Đó, sau đó là mình sẽ có cái bộ lặp. Cái bộ lặp là mình sẽ để nó vào đây. À, và mình sẽ có cái redstone anh em ạ. Đấy, cái redstone là mình sẽ để nó dài hết như này. Đấy, sau khi mà mình tới đây rồi là mình sẽ có đến cái piston dính. Piston dính là mình sẽ để nó chéo về cái phía của mình đứng cái này anh em ạ. Nó khá là hay đây này. Đấy, và bên này cũng vậy. Rồi, sau khi xong cái này rồi là mình đặt một cục đá vào đây. Đấy, ok các em, thì tôi phải sửa lại chỗ này một chút. Chỗ này là tôi sẽ đặt cái bộ lọc vào đây. À, và mình ấn một cái, mình kéo nó xuống một nấc thôi. Ok, sau khi tới đây rồi là mình sẽ đặt một cục ở đây này. À, xong ở đây là mình dùng kính ấy em ạ. Nghe, dùng thủy tinh, dùng kính ấy, đặt vào đây. À, phá cục cái đi. Ok các em, thì cái lúc chỗ này mình dùng kính ấy là mình sẽ xây cái này nó khá là hay. Một cái vào đây này. Đó, xong rồi thì mình phải qua. Ủa ôi, ghê nhở. Xong rồi thì mình phải qua này và mình xây này anh em ạ. Kính lên này. Đó, và một cái vào đây cái này.
rồi lại kính lên đây này. À, rồi lại vào đây này. Xong lại kính ở chỗ này anh em ạ. À, nó lành rích rắc đấy, khá là hay. Sau khi tới đây rồi mình đã xây ngang qua 8 block anh em ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok. Sau khi 8 rồi là mình đã dùng cái bộ lọc 1, mình kéo lại 2 cái anh em ạ. À, và các cái sau đều kéo lại 3 cái cả. Đó. À. Ok anh em. Sau khi mình xong cái này rồi ấy, là bây giờ là mình đã xây thêm tầng trên. À, cái tầng trên là mình cũng sẽ đưa lên này. Một cái vào đây này. À, sau lại tiếp tục như vậy. Lại đưa lên như vậy nữa. Thế nhưng mà cái bên này nó sẽ hơi khác một tí, đó là mình sẽ đưa nó chéo qua bên này, nhưng mình sẽ không có đưa theo hình zig zag nữa. Đi lên này. À, và cái này thì cũng vậy này. Rồi. Sau khi lên tới đây rồi anh em ạ, là mình sẽ xây nó qua 3 ô thôi. À, 3 ô và mình đặt cái bột redstone vào. Đấy, xong rồi đấy anh em ạ. Sau khi xong cái này rồi mình sẽ phá hai khối của mình đi. Đó. À, thì bây giờ thì ở chỗ này thì mình xây cái nào? Thì là cái chỗ này xây nó hơi bị rắc rối một tí anh em ạ. Thì xây chỗ này mình sẽ xây cái này. Mình sẽ đặt một cục vào đây nhá. Sau mình sẽ dùng cái fence gate anh em ạ. Đây. Đó. Đặt cái cổng vào. Đấy, đặt thêm cái cổng nữa ở bên trên. Đấy, mở cái cổng bên trên anh em ạ. Xong rồi phá hai cục bên dưới đi. À, sau khi xong cái này rồi nhá, là bây giờ là mình sẽ phải đi lên bên trên cái cổng này anh em ạ. Cái này này. À, xong ở trên cái cổng này là mình sẽ đặt một quả TNT trên này anh em ạ. Đây. Đấy, tôi đã chuẩn bị kỹ hết rồi. Và mình đặt cái bức tường đá cuội đặt ở đây này. À, đặt thêm một cái tường nữa ở trên quả TNT. À, ở quả TNT này thì mình đã xây nó ngang ra anh em ạ. Mình đã xây nó ngang ra hai cái chéo. Để tôi phá cái này đi cả. À, sau khi xây xong cái này rồi thì chúng ta sẽ cần tới khối bóng nhờn anh em ạ. Nhưng mà thật sự tôi không có khối bóng nhờn. Đó, khá là buồn anh em ạ ha. Nên là chúng ta tạm thời thế nó bằng cái đá địa ngục nhá. Sau này có khối bóng nhờn rồi thì chúng mình phá cái khối đá địa ngục đi và thay vào đấy là cái bóng nhờn đúng không? Đó, đặt trên này anh em ạ. Phá cục bên dưới đi. Đó, thực ra là đến đây là mình cần phải có đến cái rặng san hô này cơ. Nhưng mà bởi vì là chưa có bóng nhờn nên là thôi sau này có rồi mình đặt vào sau anh em ạ. Đấy, mình sẽ xây cái này anh em ạ. Đây, xong bây giờ mình có cái pit, mình có cái pit tông mình đặt trên này. À, sau mình đặt cái cục đấy vào đây. Bây giờ mình có cái đường ray đấy các bạn, cái đường ray và cái xe mỏ đặt nó lên trên này. Đấy, xong mình có cái rặng san hô mình đặt nó bên dưới kia là được ấy. Này, xong rồi đấy các bạn. Đấy, thế này đã xong cái máy để tạo ra TNT mà không cần tốn cát và không cần tốn thuốc súng. Ui, qua luôn rồi. Tôi đi ngủ cái đấy anh em ạ, chứ không thì quái ra. À. Đấy. Mỗi tội là không có khối bóng nhờn đấy các em nhỉ. À, ui rồi, trời ơi, cái giường của tôi. Ok các em ạ, sau khi xong cái này rồi ấy, thì bây giờ chúng ta sẽ xây nốt cái bộ lập đấy các em ạ. Xây như này. À. Đây các em, à, mình cứ xây cái này, mình nối thẳng cho tới đây thôi. À, thì bây giờ ấy, cái nào là mình cũng kéo xuống cái mức 4 ngày các em ạ. À, thì mình kéo xuống mắt. Nó trừ cái đầu tiên thôi. Nó trừ cái đầu tiên thì mình sẽ chỉ để nó ở cái mức 1 anh em ạ. Đây, hãy ấn nó vào, đặt thêm cái 1 vào đấy. À, đâu cái đầu tiên nó đây này. Đây, cái đầu tiên là mình ấn một cái rồi anh em ạ. Đấy, mình làm tương tự như vậy nó với cái bên này. Ok anh em. Đó, tôi đã hoàn thành xong khá là nhiều cái. Tôi trông cái khối này trông hay à. Anh em nhìn cái redstone nó chạy thẳng đứng xuống này. Đấy, khá là hay ha. Ok anh em, sau khi mình xong cái đây rồi ấy, thì bây giờ là chúng ta sẽ cần phải làm một cái hệ thống nữa. Đó là hệ thống cuối cùng anh em ạ. Xong là không. Xong cái hệ thống này là đến hệ thống để rương nữa rồi. Đó, thì là nó cũng xong rồi. Nhưng mà mỗi tội là máy chưa hoạt động ở đâu anh em ạ. Bởi vì là cái này nó vẫn chưa có cái khối bóng nhờn mà, nên là chắc phải để xong buổi sau. Để tôi trong thời gian AFK tôi sẽ đứng tôi canh thanh niên thương nhân. Đây,
chúng ta sẽ lấy cái khối ở giữa. 1, 2, 3, đây thì cái này là khối ở giữa đây đúng không? À, ở đây cũng lấy khối ở giữa này. Đó. Xuống đây luôn anh em ạ, chúng mình sẽ xây lên khối ở giữa như vậy. Nhưng mà cái cuối cùng này là mình xây lên hai cái anh em nhá. Và mình đào lên một cái ở dưới. Đó. Thì đây. Xong bây giờ sang đến cái bên này. Ok anh em ạ, trước khi mình xây là mình phải xây cái hàng đằng sau này nó thêm cao thêm một chút anh em ạ. Đó, cao thêm một hàng. Ui dồi, bị kẹt rồi. À, mình qua đây mình xây nó cao thêm một hàng. Rồi, đào cái này đi. Rồi, xây lên hai cái này, xong xây thêm cái thứ ba. Đấy, mình sẽ xây ngang nó qua này anh em ạ. Đây là mình làm cái hệ thống để cho nó chảy lava anh em nhá. Đó, bởi vì là cái này là máy phăm đá mà, nên là nó sẽ sử dụng cái cách hoạt động đó là lava nó chạm vào nước và nó tạo đá đấy á, và sau đó thì nó farm cái đá từ cái lava và cái nước đấy, cũng khá là hay đây các em ha. Rồi, nhưng mà cái cuối cùng là mình sẽ không xây như vậy các bạn, cái cuối cùng là mình sẽ xây như này đấy, mình sẽ xây nó ngang như này à, và mình phá cái này đi. Rồi, xong rồi đây các bạn. Đấy, sau khi mình xong cái này ấy, là mình sẽ đi xuống dưới này. Rồi mình xây chắn một cái ô vào đây. Đấy, bên dưới này thì cũng vậy này. Đây là cũng phải chắn vào. Rồi, cái này cũng vậy. Chắn nó vào. Ok, sau khi xong hết rồi là mình sẽ đi lên bên trên này để mình đặt cái ấy các bạn. Để tốt thử nhảy xem nào. Ui, có được không? À. Lên, ui giời ơi. Thằng nó yếu quá các bạn ha. Nó không như tôi, yếu quá. Đấy, đặt lava vào đây các bạn. Đợi một lúc để cho lava chảy hết xuống bên dưới này các bạn. Đó, sau khi nó chảy hết xuống bên dưới này rồi là mình sẽ phá đi những cái ô. Hay lắm. Anh em đợi tí rồi tôi phá đi cho anh em xem đẹp lắm. Đấy, đợi nó chảy xuống và đợi nó chạm vào cái nước. Đấy, nó chạm vào cái nước và sau đó là nó sẽ lan rộng qua hai bên anh em ạ. Đấy, đấy, và nó sẽ dừng lại ở đây. Đấy, hợp lý luôn anh em ạ. Quá đẹp. Sau đó mình sẽ phá đi cái ô này anh em ạ. Phá ô này. Phá ô này. Đấy. Và phá cái ô này luôn. Đấy. Anh em mới đẹp không? Quá là xịn anh em nhỉ. Đấy. Thế nhưng mà bây giờ mà đi đứng thì phải cẩn thận đấy anh em, chứ chẳng may mà ngã xuống lava chết. Đấy. Tôi sẽ phá cái đằng sau này đi. Đấy, cái đằng sau này nó hết nhiệm vụ rồi anh em ạ. Rồi, ok, bây giờ tôi sẽ làm tương tự như vậy với cái bên này thôi. Ok rồi anh em ơi, đây, tôi đã hoàn thành cái bên này y hệt như cái bên kia rồi. Đấy, có thể gọi là mình đã xong cái máy farm rồi đấy. Đấy, bây giờ tôi sẽ xuống và tôi xây nốt cái phần cuối cùng anh em, tôi thể ôi rồi, what the hell, cái gì vậy? Wow, tỉnh cả ngủ anh em ơi. Chúng nó muốn hủy hoại cái gu hát con này của tôi đến vậy sao? Ngày thứ 259. Không ngờ đây các em ạ. Wow. Không biết là tôi mặc full giáp bên này mà tôi bị nổ thì tôi có chết không anh em nhở? Nhưng mà lúc đấy là tôi không có giày anh em nhá, nên là khả năng chết nói chung là cũng cao đấy. Ôi may quá anh ơi, suýt tí nữa là hỏng cái quát co của tôi. Được rồi, đi ngủ cái đã anh em ạ. Ô, cái giường của tôi đâu? Cái giường của tôi là nãy là nó bị rơi như thế này đúng không? Hình như là mất cái giường rồi các bạn. Thì bởi vì để lâu quá thì cái giường nó bị biến mất rồi. Hả? Tôi chạy vào làm tôi ngủ cái ở chốc nữa tôi ra rồi tôi xây nốt cái hệ thống rương anh em ạ. Ok các em ạ, thì cái tầng dưới chúng ta xây cái này. Chúng ta xây nó xuống 3 ô này. Đó, kéo dài xuống một ô này thì mình phá lên đó, xây hai ô bên dưới này anh em ạ, đặt cái rương vào đó, và mình cứ thế mình kéo dài ơi sao ta đó, mình kéo dài có 7 cái, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 7, ok các em ạ. Sau khi được 7 cái rồi mình sẽ đi lên này, đặt hopper vào đầu từng cái một đây các em ạ. Đó, 2 3 4 5 6 7. Như vậy các bạn,
Ok bây giờ đi ngủ cái đã trời. Tôi không có giờ ngoài ha. Tôi vào tôi ngủ nhờ nhà dân anh em ạ. Ok các em. À, sau khi tới cái này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ xây cái này. Đây chúng ta sẽ đi lên trên này các em ạ. À, chúng ta sẽ đây nhảy lên cái rương. Xong ta sẽ ngang qua. Đấy. Để chúng ta làm cái đường cho nước có chảy đây anh em. À. Sau khi nước có chảy tới đây này là nó đi xuống các bạn, đi xuống thì như vậy là mình sẽ phải để một ô ra ngoài. À, mình chừa một ô ấy. Cái này là tôi có cầm cát ra để tôi lắp lại cái chỗ mà creeper nó nổ đấy. À, phải lắp lại cho nó đẹp chứ đúng không? À, nước đã chảy đến đây. À, và khi nó chảy đến đây là mình sẽ lại xây như vậy nhưng mà với rương bên dưới các bạn. À, rương bên dưới xuống dưới bậc 3 này, 4 này, 5, 6, 7. À, đặt hopper vào các bạn. À. Đấy, cũng khá là ok ở đây đúng không? Nước đã chảy đến đây mà đúng không? À. Đặt cái này lên. Đặt cái này lên. Đó. Làm đường cho nước chảy đây anh em. Rồi. Ngang qua xong ở đây các bạn. Hết bắt đấy rồi. Ồ. Tôi còn đủ cũng gọi là khá là vừa này ha. Khá là may mắn nhỉ. Ok các em. Đấy. Bây giờ tôi đã lên và tôi cho nước chảy thử xem mà nó có hoạt động không. Đấy, nếu mà theo tôi tính toán là nó chảy từ đầu tới tận cuối bên kia đấy. Tôi thử không nào. Vào nước ấy. À, á chà. À đấy, ngon ngay hả. Ngon ngay, ơ. Sao đấy. Sao mà nước tự nhiên thì tiếng bị dừng rồi, what the hell. Ơ. Trời ơi, hả. Tôi lỡ làm đóng băng nước anh em ạ. À, thì nếu mà lỡ làm đóng băng nước là mình phải cắm cái đuốc vào anh em ạ. Bởi vì là nó phải có nhiệt độ mà nó mới làm tan băng ha. Rồi, tan rồi ha. Đấy, lại ngon anh em ạ, lại ngon ha. Đấy, xong rồi đấy anh em. Sau khi xong cái này rồi thì cũng đơn giản thôi mà. Bây giờ là mình cứ tiếp tục mình xây mấy cái hopper. Nó cứ kéo từ cái rương rồi nó kéo xuống cái rương tiếp theo thôi. Đấy. Anh em xây cái này này. Đấy, mình kéo ngang qua từ bên này. À. Mình cứ để xuống một tầng ấy. Nó giống như là tôi xây cái máy farm quái vật thế này. À. Xong mình chạy qua bên này. Đặt copper chiếu vào các rương bên dưới anh em ạ. Đó, đơn giản mà đúng không? Đó. Làm tương tự như vậy với cái bên này được anh em ạ. Đấy, đầu tiên là mình sẽ phá đi một chút ấy. Bởi vì là cái rương này, bởi vì là cái phần này là nó hơi bên dưới mà đúng không? Để phá đi một chút. Đó. Phá đi hai ô. Úi giời. Úi của tôi khỏe quá anh em ạ. Đấy. Nói chung là về cơ bản ấy là mình xong cái máy farm rồi đấy. Nhưng mà mỗi tội là chưa hoạt động được thôi anh em ạ. Bởi vì là còn thiếu đồ. Tất cả tại thằng thương nhân đấy ha. Nó mà xuất hiện là có phải là giờ tôi đủ đồ đấy không ha. Không sao anh em ạ. Nếu mà may mắn thì buổi sau mình gặp thương nhân đúng không. Còn nếu mà không may mắn thì buổi sau nữa gặp nhỉ? Không may mắn nữa thì nói chung là tương lai sẽ gặp thôi nhỉ? Không sao anh em ạ ha. Ok anh em. Thì tôi nghĩ là buổi hôm nay tới đây thôi. À. Đấy, khá là mất thời gian rồi các em ạ. Quá là nhiều rồi. Từ ngày 227 đến tận ngày 261 rồi đây các em ạ. À. Ok các em thì cảm ơn anh em rất là nhiều vì anh em xem tận đây nhá. Yêu anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại các em nhá. Bye bye các em.